ngày nắng chang chang tận 40 độ. Ngoài đường ai nấy đi đâu quần áo găng tay, biết đâu che mắt kiên bưng nhìn giống ninja. Ôi trông thật quá là ghê, ôi trông thật quá buồn cười. Trời gì mà nóng nóng như lửa thiêu, trời gì mà nóng nóng quá người ơi. Mùa hè năm trước cũng hơn tận 40 độ, mùa hè năm tới chắc ăn là cũng không thua. Vì giờ ô nhiễm nên không còn giống như xưa, cây xanh càng lúc càng thưa, công ty nhà máy càng nhiều, ngày càng nhiều khói phá đi trời xanh, ngày ngày lượng khói của xe càng tăng. Nắng giờ giống lửa làm sao mà ngủ đây, ban đêm mà như chưa ước gì có được thần thông cùng ngủ không. Đem đông về nơi đây nắng giờ khác hẳn, nắng năm nào ngày xưa nên ta cùng nhau bảo vệ thiên nhiên chúng mình ngày càng xanh tươi. Lòng thầm ao ước sẽ mua được máy điều hòa, mà tiền chưa có thế nên đành chế phun sương. À mà nên nhớ mỗi khi mình bước đi ra, không nên vội quá được đâu, khi ra phải tắt điều hòa, ngồi chờ một lúc nóng lên rồi ra, vội vàng là sống sẽ to hi vạn nha. Trang trang tận 40 độ, ngoài đường ai nấy đi đâu quần áo găng tay, biết đâu che mắt kiên đừng nhìn giống ninja. Ôi trông thật quá là ghê, ôi trông thật quá buồn cười. Trời gì mà nóng nóng như lửa thiêu, trời gì mà nóng nóng quá người ơi. Mùa hè năm trước cũng hơn tận 40 độ, mùa hè năm tới chắc ăn là cũng không thua. Vì giờ ô nhiễm nên không còn giống như xưa, cây xanh càng lúc càng thưa, công ty nhà máy càng nhiều, ngày càng nhiều khói phá đi trời xanh, ngày ngày lượng khói của xe càng tăng. Nắng giờ giống lửa làm sao mà ngủ đây, ban đêm mà như chưa ước gì có được thần thông cùng ngủ không. Đem đông về nơi đây nắng giờ khác hẳn, nắng năm nào ngày xưa nên ta cùng nhau bảo vệ thiên nhiên chúng mình ngày càng xanh tươi. Lòng thầm ao ước sẽ mua được máy điều hòa, mà tiền chưa có thế nên đành chế phun sương. À mà nên nhớ mỗi khi mình bước đi ra, không nên vội quá được đâu, khi ra phải tắt điều hòa, ngồi chờ một lúc nóng lên rồi ra, vội vàng là sống sẽ to hi vạn nha.